Xin chào các bạn, thì hôm nay cũng đã là 27 Tết rồi. Thì tôi cũng tranh thủ để mà làm cái clip hướng dẫn các bạn điểm hát cái bài ca Tết cho em. Cái bài này thì nó đã rất là nổi tiếng từ lâu rồi, ngày xưa ca sĩ Bảo Yến hát đó các bạn. Thì cái bài này chúng ta chơi là điệu bolero mà có cải tiến chút, tức là có biến tấu chút xíu và ở cái hợp âm là tông pha trưởng ha. Như vậy là hợp âm chủ của mình là tông pha trưởng các bạn. Rồi, thì các bạn vừa nghe cái phần đàn hát mẫu rồi, thì giờ tôi sẽ hướng dẫn đầu tiên là phần intro. Ký âm của cái bài này nó nằm ở ngay phía dưới cái clip này. Các bạn hãy download về và các bạn in ra giấy để các bạn tập cho nó dễ. Hay là chúng ta có thể xem như thế nào đó để vừa xem cái clip và vừa xem cái ký âm tập cho dễ ha. Rồi, đầu tiên cái phần intro của chúng ta có 10 nhịp. Chúng ta bắt đầu, tôi sẽ hướng dẫn từng nhịp một. Nhịp đầu tiên là hai nốt thôi. Đồ hoa ha, hai nốt. Rồi nhịp số 2 là nối từ nhịp số 1 qua. Fa re re son fa son son
Tức là nó cũng giống như cái câu hát là vì vì đã có em mang lại mộng đẹp gì đó. Rồi nói là câu hát đó các bạn. Rồi tôi sẽ đàn nhịp 1 và nhịp 2 cho các bạn nghe. Như vậy lúc đó chúng ta có một nốt luyến là từ pha vuốt qua son, thì son này các bạn có thể bấm son đầy đủ hoặc là các bạn bấm son tắt ha. Nó như thế này, chúng ta có thể bấm tắt 4 giây cũng được, tắt 5 giây cũng được, hay là đầy đủ tùy các bạn. Rồi nhịp số 3 là đang ở son chúng ta L, son thứ L có nghĩa là, ý tôi nói L tức là móc lên, nhưng mà các bạn cái đó chẳng qua là cái chách thôi, thì các bạn có thể đánh xuống cũng được. Nó là cái chách đó, như vậy nó sẽ là chách si si mì mì mì. Lưu ý là nốt si này tôi đọc là si là bởi vì cho nó đúng cái nhịp thôi, chứ nó là si giáng trưởng ha. Nốt si là si giáng và hợp âm là si giáng trưởng nha. Tôi đọc si nhưng mà các bạn phải hiểu nó là si giáng. Rồi chách son là nhịp số 3 là chách si si mì mì mì, đồng thời chúng ta bấm đô trưởng là C là hợp âm đô trưởng và nốt mì đó. Rồi nhịp số 4 nối từ nhịp số 3 qua là chát luôn, chát chát đô đô ré là nốt liếng nha, nốt đô ré là nốt liếng nè, L là liếng á. Rồi chát đô đô ré đô son pha đô. Rồi như vậy là đó là nhịp số 4. Nhịp số 5 thì cũng là nhịp số 5 là bấm pha trưởng lên chập lên xuống lên đô ri si giáng nha. Nhịp số 5 lên chập lên xuống lên đô ri si. Lưu ý lúc đó các bạn hãy bấm nốt si giáng này nè bằng ngón nhẫn, bởi vì lúc đó chúng ta phải bấm hợp âm si giáng trưởng. Nếu mà hợp âm si giáng trưởng này khó bấm quá, các bạn có thể bấm tắt bấm 5 giây, ngón trỏ này 5 giây hoặc là giây 1 thôi. Rồi như vậy đó là nhịp số 5. Nhịp số 6 thì cũng đang ở si giáng trưởng, chúng ta đánh chách tiếp chút nào, chách si si son đô ri ri, đó là nhịp số 6 đó. Lưu ý là lúc đó chúng ta nên đánh con nốt re này nè, đô re re này bằng ngón út. Tại sao? Tại vì ở nhịp số 7 chúng ta lại còn sử dụng hợp âm si giáng trưởng nữa, cho nên là chúng ta sẽ bấm bằng ngón út nó dễ hơn. Rồi như vậy nhịp số 6 chúng ta đánh lại chát. Rồi nhịp số 7 si giáng trưởng chát chát. Lên chập lên sòn. Nhịp số 7 là lên, là lúc này chúng ta phải đánh lên nha chứ không phải là chắc nữa, tại vì nó có chập lên, lên chập lên son, son đô ri son son si giáng nha. Nhịp số 7 như sau, lên chập lên son đô ri son si son đô mi son pha. Đó là tôi đang luôn đà nhịp số 8 rồi đó. Như vậy là nhịp số 8 là si son đô mi son pha. Như vậy thật ra là đã hết cái phần giai điệu, cái một đoạn giai điệu của intro rồi. Câu số 9 chỉ là cái phần như là câu lấy thôi các bạn, câu lít thôi. Như vậy là chát. Như vậy là chát. Son la đô, son la đô, đô re mi pha son pha. Rồi nghe lại nhịp số 9. Rồi như vậy nhịp số 10 cũng là một cái phần nhồi để mình vào bài hát thôi. Tức là xuống lên chập lên. Chỗ này chúng ta phải đánh liền nha. Nhịp số 9 liền qua nhịp số 10 như sau nè. Rồi tức là vừa xuống lên chập lên là mình đã hát cái bài tên này là nó vào luôn đó, nó vậy nè ha. Tên này anh không thể mà
À, như vậy là vừa nhịp 9, nhịp 10 là nhịp số 10 chỉ có một phách rưỡi thôi. Xuống lên chặt lên, xuống lên chặt lên, bỏ tên này. À, như vậy là mình sẽ hứng cái bát này, tên này này, mình đánh bát pha pha đây hoặc là bốn cũng được, bát pha sáu này hoặc là bát pha dây bốn. Ở trong bài thì tôi ghi bát pha dây sáu. Rồi, như vậy là chúng ta xong phần intro. À, tôi đánh chậm chậm lại cho các bạn nghe. Vào bài hát nha. Thì bây giờ vào cái phần điểm hát này là cái bài này nó đặc biệt là nó không có giống mà từng đoạn một, đoạn 2A1, A2 gì giống nhau hết đó, không có. Từ trên xuống dưới nó có hai, có tổng cộng là ba đoạn. Thì cả ba đoạn này thì đều là khác nhau hết. À, cho nên chúng ta sẽ học từng câu một. Nhưng trước tiên tôi nói cho các bạn nghe là cách điểm của cái bài hát này là chúng ta sẽ điểm theo ba cách ha. À, cách thứ nhất là cách chủ đạo, là cái cách mà thường tất cả các câu, đa số là số câu nó sẽ điểm như thế này, đó là lên chập lên xuống lên chập à, như vậy công thức là lên chập lên xuống lên chập bùm bùm, xong rồi bùm đó là chính là tức là bát đó, bát của một cái hợp âm. Ví dụ nào, lên chập lên xuống lên chập bùm chuyển, cái bùm đó thì các bạn chỉ cần quạt nhẹ 3 giây bát thôi. Lên chập lên xuống lên chập, chập thì có hai cách, chập bằng tay phải tức là mình đánh xuống rồi, đánh xuống nhưng mà tay mình đụng dây. Còn cách thứ hai là chúng ta chập bằng tay trái, có nghĩa là chúng ta nhả dây ra, đó lên là nhả cái tay trái, là nhả cái sức ra nhưng mà tay vẫn đụng vào dây thì nó nghe cái sạch, tức là nó nghe câm á. À, đó, lên chập lên xuống lên chập bùm chuyển, lên chập lên xuống lên chập bùm chuyển, bùm là quạt nhẹ 3 giây trên. Thì cái đó là cái cách đánh chủ đạo của cái bài này. Rồi ngoài ra có những chỗ mình sẽ đánh khác đi một chút để cho nó nghe có dạng là những cái dạng giống như nó hơi nhòi chút xíu, và có chỗ giống như là mình cũng chuyển đoạn này nọ đó. Thì các bạn sẽ thấy là có một cái câu đánh như thế này: lên chập lên xuống lên chập lên xuống lên chuyển, lên chập lên xuống lên chập lên xuống lên chuyển, lên chập lên xuống lên chập lên xuống lên chuyển, lên chập lên xuống lên chập lên xuống lên chuyển. Thì đây cách này cũng lại là một một trong một số cách mà tôi đã hướng dẫn là cách đánh điệp khúc của bolero đó các bạn. Rồi đó là cách thứ hai. Cách thứ ba nữa thì nó cũng hơi khác một tí xíu thôi, đó là gì? Cách thứ ba để tôi coi nó nằm ở cái khúc nào nha. À, cách thứ ba là cách thứ ba là như thế này. Cách thứ ba thì lâu lâu chúng ta cũng chêm vào, đó là lên chập lên xuống lên xuống lên xuống bùng chuyển, lên chập lên xuống bùng chuyển,
lên chập lên xuống lên xuống lên xuống bùng chuyển. À, như vậy là chúng ta sẽ đổi qua đổi lại, nhưng cách số 1 chính là cách chủ đạo để đánh đệm bài hát này. Còn thỉnh thoảng chúng ta sẽ chim vô hai cách ha, chim vô hai câu kia. Rồi đầu tiên, tên này anh không thèm kéo mức. À, như vậy không thèm kéo mức là chúng ta lên chập lên xuống lên chập bùm đô chuyển qua đô ha. À, tương tự vậy. Vi đi. Okay. Tên này em không thèm kéo mức vì đã có môi em, thì cái chỗ môi em chuyển sang rê thứ thì các bạn đang ở đô nè, đô các bạn sẽ đánh lên chập lên xuống lên chập bùm, thay vì bùm thì chúng ta đánh nốt mi rê. À, nó cũng giống như chạy bass ha. Đó, đó là câu số 3. Câu số 4 là thơm ngọt tựa sen hồng, thì chúng ta đánh lên chập lên xuống lên chập bùm pha, tức là quay trở lại pha. Các bạn lưu ý là cách hát thì chúng ta coi nó nằm nghe phách nào nha. Ví dụ nè, 1 2 tết này nè, 1 2 tết này anh không thèm kẹo mứt. À, như vậy là chỗ mà anh không thèm kẹo mứt là nó hát bốn phách luôn. Anh không thèm kẹo mứt bỏ vì đã có môi em, như vậy vì đã có môi em là nó bỏ phách đầu. Do đó các bạn sẽ thấy khi chúng ta tập hát thì chúng ta đánh lên là bỏ nè, vì đã à, lên vì đã, tức là chập lên xuống là chúng ta hát vì đã. Vì đã có, như vậy chỉ có hát ngay chỉ chập nè, lên vì đã có môi em. À, cho nó qua rê thử. À, như vậy các bạn thấy không, cái đó là cách đánh dựa theo cái phách của bài hát mà chúng ta vừa hát vừa đánh nha. Rồi như vậy là tôi đến câu số 4 rồi, thơm ngọt tựa sen hồng là trở về pha nè. Thì câu số 5 này là chúng ta đánh lít qua luôn, tức là chát. À, như vậy câu này là chát. Đô pha son la đô la son pha. Thì lúc này đó là chúng ta phải để ý là lúc đó là chúng ta hát chữ tết này. À, như vậy chữ tết này thứ hai này thì mình thấy chữ tết nó phải hát ngay đúng ngay nốt la, và chữ nay tết nay chữ này nha, tết này nhưng mà hát là chữ nay là bởi vì cái nốt nhạc của nó đó. Tết nay anh không thèm đi chơi, như vậy chúng ta hát chữ tết này nè, chách đồ pha son tết. À, như vậy chữ la đó, chách đồ pha son la là mình hát chữ tết này ha, chách tết này. À, thấy không? Tức là chữ nay sẽ hát nghe nốt pha. Rồi chát tết này. À, như vậy các bạn phải tập cái câu này cho nó nhuyễn, là chúng ta sẽ tập hát ngay đúng cái nốt là được ha. Đô pha son la đô la son pha. Rồi như vậy đó là câu số 5. Tương tự thôi. Anh không thèm, thì cái chỗ này là đi chơi, mình sẽ chuyển qua son thứ bằng cách là mình chạy bass. Như vậy công thức là lên chập lên xuống lên pha pha son son. Rồi các bạn nghe đánh lại nè. À, đó là chữ là đi chơi nha. Tết này anh không thèm đi chơi. Đây, như vậy câu số 6. Tương tự chúng ta sẽ đánh bình thường về rê, chi lê hay nhạc hội. Hội Đà Lạt hay Vũng Tàu thì đổi cách đánh nè, Đà Lạt hay Vũng Tàu nè, chi lê hay nhạc hội. Đà Lạt hay Vũng Tàu. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? À, như vậy là chúng ta xong cái đoạn số 1 rồi đó ha. Thì các bạn nghe tôi hát một lần cái đoạn số 1 lại đi, rồi mấy cái phần kia thì tôi không hát lại, thật ra là đã có hát mẫu rồi. À.
Thôi hướng dẫn tiếp đi các bạn, tại vì có hát mẫu rồi các bạn có thể nghe được. Rồi câu số 2 thì chúng ta đoạn số 2 chúng ta từ câu nhịp số 9 đó, thì chúng ta cũng dùng cái lead qua luôn ha. À, như vậy câu lead nó qua là gì, là chát đang ở Vũng Tàu, đô là đô là chát, đô ri la son mi pha, thì đồng thời lúc đó là vì đã. À, rồi các bạn nghe chữ Đà Lạt hay Vũng Tàu nè. Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có. À, như vậy vì đã có là chỉ có là nó đã qua tới nhịp số 10 rồi đó. Rồi đó là chữ vì đã có em đêm lại mộng đời, lên chập lên xuống, lên chập bùm son là bình thường nha. Rồi tương tự nè, tiếp tục nè, tô thêm vào lòng người cũng đánh y như công thức cũ thôi, công thức cách 1. Rồi trang chứa mọi nguồn vui thì chỗ này nó sẽ có hai hợp âm, tức là chuyển giữa nhịp. Như vậy đang ở đô nè, trang chứa mọi nguồn vui nè, lên chập lên rè là, lên chập lên là lên đô, lên đang ở đô ha. Lên chập lên là lên đô. Đó, đó là trang chứa mọi nguồn vui. Thì lúc này chúng ta lại chuyển sang cách đánh thứ hai để mà chúng ta chuyển qua cách đánh thứ ba để chuyển qua chữ Tết này anh không thèm chơi đánh bài như thế này. Đang ở đô. Câu số 13, lên chập lên xuống bùm son. Tết mọi nguồn vui Tết này à, cái đó là Tết này. Như vậy ta đánh nè, lên chập lên xuống Tết này anh không thèm đốt pháo. Như vậy chỗ đốt pháo này chuyển qua si giáng trưởng bằng câu trẻ bát là son la si giáng. Đó là câu số 14. À câu thầm đốt pháo câu số 14 đúng rồi. Đang ở son, lên chập lên xuống lên son la si giáng. À đó là đốt pháo nha. Vì tiếng cười em thì mình sẽ đánh cách số 2, lên chập lên xuống lên chập lên chập lên xuống lên đô. Lên chập lên xuống lên chập lên xuống lên đô. Đó là nó trở về đô đó. Rồi rộn rã lòng anh rồi thì chúng ta đánh chát. À chẳng qua nó là câu lít thôi ha. À rồi tương tự vậy cái nhịp số 17 đến nhịp số 25 thì nó cũng giống như cái cách đàn nãy giờ đó các bạn. Tức là từ nhịp số 17 qua nhịp số 20 thì nó cũng như cũ thôi. Chỉ có cách là lúc đó lúc ta nhồi qua cái đoạn mới nè, rộn rã là lòng anh rồi đó. Lòng anh rồi, lên chập lên xuống Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay em đã có anh như ngọc ngà. À như vậy thường thường các bạn sẽ thấy những cái chỗ chuyển đoạn Tết này là chúng ta sẽ đổi cách đánh nha. À như vậy thì rõ ràng là câu số 24 đi, còn mấy cái kia thì nó cũng giống nãy giờ thôi. Câu số 24 là chúng ta sẽ đánh câu lead nè, cuối cùng nè. Vì mỗi em cười là như chứa cả vườn xuân đó. À, từ cái vì môi em cười câu 23 24 ha. Vì môi em cười như trước cả vườn xuân. Rồi nhịp số 25 chẳng qua là một cái cách nhồi thôi ha. Chắc bùm si. Như vậy nhịp số 24 và 25 là từ câu lead qua một cách nhồi là hết bài đó các bạn. Đây. Vì môi em cười cả vườn xuân.
Rồi như vậy tôi sẽ nói cái cú pháp của câu 25 là chách, là chách lên cũng được, xuống cũng được ha. Lên, lên đi, chách bùm si, si giáng trưởng. Chách bùm si, lên xuống pha. Chách bùm si, lên xuống pha. Chách bùm si, lên xuống pha. Chách bùm si, lên xuống tha. Đó, như vậy mình nói từ 24 qua 25. À, như vậy là chúng ta xong cái bài. Thì các bạn, người ta hát trở lại thôi. Bài này là nó ngắn mà, cho nên là chúng ta hát lại từ đầu. Do đó các bạn dùng intro để dàn tấu luôn. À, chúng ta đánh lại, coi như chúng ta đánh intro lại một lần nữa. Ha. Như vậy là cái bài này nói chung là cách điểm nó tương đối đơn giản. Tuy nhiên do có 3 cách đánh, tuy nhiên các bạn cũng đừng có để ý quá về vấn đề cách đánh khó, thì các bạn có thể lấy cách 1 các bạn đánh hoài luôn. Đêm nay anh không thèm theo bước, vì đang có mùi thơm ngọt tựa sen. À, mình có thể dùng cách 1 thôi. Tuy nhiên cách 2 và cách 3 thì có một vài chỗ chúng ta đổi đó, chúng ta nên đánh. Mấy cái cách đó cũng là cách đánh hay đó các bạn. À, như vậy cái phần hướng dẫn về cái bài ca Tết cho em, Bolero biến tấu ở cái tông pha trưởng của tôi đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn video clip tiếp theo nha. Bye bye các bạn.